Nào các con, cha đem thức ăn về rồi đây. Hả? Lại là những thứ này, ngán quá đi cha ơi, chúng con không ăn đâu. Ôi, mẹ của các con mất sớm, một mình cha phải gà trống nuôi con. Các con đừng có phí phạm như thế, chắc cực khổ lắm mới tìm được đó. Mau ăn đi. Không chịu, không chịu đâu. Chúng con thích ăn chí trộn nè, bánh tráng cuốn. À, chúng con còn thích uống sữa tươi trân châu đường đen nữa. Cha mau đi mua cho tụi con đi. Cái gì chứ, những thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu. Thôi được rồi, để cha đi săn một lần nữa, kiếm mấy thứ thịt khác cho các con ăn đỡ ngán. Các con hãy ở nhà cẩn thận đó nha. Chào các bạn, hôm nay tôi là một chú thằn lằn rần. Tôi cũng có vợ và các con. Nhưng vợ của tôi trong một lần đi kiếm thức ăn đã bị con người bắt và ăn thịt mất. Thế là tôi phải thay thế cô ấy, vừa làm cha vừa làm mẹ, đi săn bắt những côn trùng, thú rừng nhỏ về cho các con thân yêu của tôi ăn thịt. Và lần này cũng vậy, tôi cũng đã đi từ sáng cho tới chiều. Các con ơi, các con ơi, cha, cha săn được một bầy heo rừng, ngon lắm. Các con mau theo cha ra ăn thịt nào. Hả? Các con ơi, sao giờ này con ngủ hết thế này? Đã vậy, mất đâu hết ba đứa rồi, sao chỉ còn hai đứa vậy? Đây, các con, các con. Đau quá, đau quá. Cha, là bọn chúng, là bọn chúng đã bắt, đã bắt. Thật không ngờ, lần đi kiếm thức ăn này là lần từ biệt cuối cùng với các con của tôi. Tôi thấy cảnh tượng này không thể nào kiềm lòng được nữa. Tôi điên tiết, tức giận, chạy tứ tung để tìm lại những đứa con bị mất của tôi. Đây, đây, hãy tỉnh dậy đi lũ thằng lằn con. Chết tiệt thật, hình như bọn chúng tắt thở hết rồi. Chạy mai, chạy mai, thì tôi phát hiện được một vật thể rất lạ lơ lửng trên không. Ở phía dưới là một thứ gì đó giống như con người. Và kia là những đứa con của tôi đang nằm chết. Khổ kiếp, ta sẽ giết ngươi, tên con người kia. Hả? Là một con thằn lằn mẹ à? Bình tĩnh đi, ta không giết con của ngươi. Mà là lũ kiến độc kia. Cầm mồm lại. Loài người của chúng mày trước đây từng giết chết vợ của tao, bây giờ tới phiên con của tao. Tao không thể nào nghe những gì mày giải thích được nữa rồi. Tao phải nghiền nát mày, lấy máu lấy xương lấy thịt của mày để tế vợ con tao. Chết tiệt thôi, bình tĩnh lại đi. Ta không phải là một con người bình thường độc ác như người nghĩ đâu. Ta có thành ma cũng không tha cho người. Chết tiệt thật. Còn kiếp, còn kiếp, người của mình sao đau rát thế này? Hả? Tình con người chết tiệt ở đâu? Cái gì thế này? Sao cơ thể của mình trở nên quái dị thế này? Không, chết tiệt, chắc chắn là tên con người đó đã biến đổi mình thành ra thế này. Tôi tưởng rằng mình đã chết, nhưng thật không ngờ tôi tỉnh lại thì thấy được cơ thể tôi trở nên một cách quái lạ. Bây giờ tôi hào hào giống như một tên con người vậy. Khổ kiếp, tôi nhìn thấy những đứa con đã chết của mình, lòng của tôi càng thêm căm phẫn. Tôi nhất quyết phải tìm được tên con người đó, bắt hắn phải chịu lấy tất cả nỗi đau mà hắn đã tạo ra trên người của tôi. Đi mãi, rất nhiều ngày, tôi cũng rời khỏi khu rừng. Tôi sống cùng các con thân yêu của mình và đặt chân vào vùng sa mạc. Nơi này nắng, gió, cát và vô cùng khó chịu. Chưa hết, xuất hiện rất nhiều quái vật dữ tợn. Khi nhìn thấy tôi, liền muốn ăn thịt xẻ xác tôi. Nhìn kìa, có một con mồi lạc trôi vào đây. Lâu rồi chúng ta chưa ăn thịt, mau tiến lên xẻ xác tao đi. Tụi bay nhớ chưa, tao cái phao câu nghe chưa? Tao thích ăn cái gì đó thùm thụm lắm. Nếu là thường ngày, tôi đã chọn cách bỏ trốn để bảo toàn tính mạng quay về với các con. Nhưng bây giờ tôi không còn ai là người thân nữa. Tôi chỉ muốn báo thù mà thôi. Tôi đã liều mạng sống với lũ quái vật này,
Thật bất ngờ, cái cơ thể hình người quái dị của tôi lại giúp tôi một cách rất linh hoạt, chiến đấu rất nhanh và rất mạnh. Móng vuốt của tôi vô cùng sắc nhọn hơn và đã cắt cổ những thứ quái vật sa mạc này một cách rất dễ dàng. Tôi đi tới đâu, tôi hạ bọn chúng tới đó. Chết đi, chết đi, thứ này giết chết giống loại gia đình của chúng ta. Báo thù, báo thù. Tiếp tục đi, tiếp tục tàn sát. Tôi cũng đã mất mấy ngày để đi qua cái sa mạc này, và cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi nó, đi đến một vùng mát hơn, có cây cối hơn, thì lại bắt gặp thêm những thứ dữ tợn khác cũng muốn ăn thịt tôi. Nhưng chắc chắn một điều, bọn chúng không phải là đối thủ của tôi. Mẹ kiếp, có một thứ quái gì xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta kìa. Có lẽ nó định tới đây bắt con của chúng ta, dê sợ vợ của chúng ta đó, mau giết nó. Dừng lại, thứ quái vật xấu xa kia, người to gan dám tàn sát những sinh vật vô tội à. Bọn chúng đụng ta trước thì ta lấy mạng bọn chúng. Còn ngươi là kẻ nào? Người tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Ta chính là một thành viên của sở thú Junomaly. Bọn ta bay khắp mọi nơi để bảo vệ những sinh vật vô tội tại nơi này. Mẹ kiếp, nhìn ngươi thật quá dễ, giống như tên con người đó. Đúng rồi, cái vật thể bay trên đầu của ngươi y chang là của hắn. Chắc chắn các ngươi là đồng đội với nhau. Mau nói cho ta biết vị trí của hắn. Ý ngươi là quái vật người Junomaly à? Nhưng cậu ta đã làm gì ngươi? Sao ngươi lại căm phẫn cậu ta đến như vậy? Cái gì? Hắn là quái vật người Junomaly à? Ta không biết các ngươi là thứ gớm kiếp gì, nhưng hắn đã giết chết con của ta. Ta phải bắt hắn trả giá gấp trăm ngàn lần. Chết tiệt! Ngươi làm cái quái quỷ gì vậy? Mau dừng lại! Quái vật người Junomaly, cậu ấy không bao giờ hại sinh vật khác cả, trừ khi con của các ngươi. Câm mồm lại! Con của ta ngây thơ hiền lành, một cộng một bằng hai bọn chúng cũng không biết, thì bọn chúng làm hại được ai? Chính tình quái vật người Junomaly gì đó của các ngươi đã hại bọn chúng. Hắn không biết đổi ta thành ra thế này nữa. Thì ra ngươi đã hấp thu sức mạnh biến đổi của bọn ta. Hèn chi ngươi mạnh đến như vậy. Dừng lại đi. Mau biến đổi ta thành hình dạng thằng lằn như cũ, rồi đưa ta đi gặp tên đó. Nếu không ta sẽ xé xác ngươi. Được rồi. Cái gì thế này? Mẹ kiếp ngươi, ngươi đã biến đổi ta trong quái quỷ hơn thế này. Ta không biết hình dạng ban đầu của ngươi thì sao mà biến đổi chính xác được? Chết tiệt! Vậy thì mau nhanh đưa ta gặp tinh quái vật người Junomaly đồng đội của ngươi. Được rồi. Đi bay của ta sẽ đưa ngươi gặp cậu ấy, rồi hãy kêu cậu ấy biến đổi cho ngươi thành bình thường. Được rồi, lần sau các ngươi phải cẩn thận hơn một chút, không nên đi vào những khu vực nguy hiểm như thế này. Ta không mãi có mặt ở đây để giúp các ngươi được nữa đâu. Cảm ơn ngài. Ngài thật tốt. Cuối cùng cũng đã tìm được ngươi. Hẳn không tốt giống như các ngươi nghĩ đâu. Hả? Kẻ nào dám nói xấu ta vậy? Cái quái quỷ gì đây? Một quái vật Junomaly, sao ta chưa gặp ngươi thế này? Câm mồm lại! Chính vì ngươi mà ta thành ra thế này đó. Ta không phải là đồng đội của ngươi đâu, mà ta chính là con tắc kè cha. Bị ngươi giết hết mày con của ta đó. Cái quái quỷ gì thế này? Rõ ràng ta chỉ biến đổi ngươi thành quái vật thằng lặng người thôi mà. Để ngươi thông minh hơn, tìm ra được sự thật ai mới là kẻ giết chết con của ngươi, rồi để ngươi có một cuộc sống khác tốt hơn. Cái gì? Ngươi bảo ngươi biến đổi là để giúp ta? Tắc hình, ngươi đã giết chết con của ta, đến giờ phút này còn dám chối tội. Còn cái thân xác xấu xí này, thằng lằn không ra thằng lằn mà ngươi không ra ngươi, làm sao ta có thể sống được như thế này chứ? Cái thứ cứng đầu này, ta đã bảo rồi, ta chỉ cố gắng giúp con của ngươi nhưng không kịp mà thôi. Và ta không được phép hồi sinh những động vật đã bị chết. Còn nếu ngươi không thích cái hình dạng quái gì đó thì ta sẽ thu hồi, đưa ngươi về làm một con thằng lằn bình thường. Cảm ơn. Bây giờ ta không cần biến thành gì nữa cả. Ta sẽ dùng cái hình dạng gớm ghiếc này để giết chết ngươi, khiến ngươi
phải đau khổ và hối hận suốt đời. À, chết đi. Dừng lại. Ta sẽ cho ngươi coi lại toàn bộ sự thật. Cái gì? Ngươi định lừa ta? Hả? Gì thế này? Hãy nhìn kỹ đi. Sức mạnh của cái đi bay ta sẽ chiếu cho ngươi hình ảnh quá khứ lúc con ngươi bị lũ kiến độc tấn công. Cha đâu rồi? Cứu chúng con. Ngọc, cái con của ta. Ngọc Lê, ta đã sai. Đúng vậy, ngươi đã sai. Cũng may chưa đi quá xa. Được rồi, nếu ngươi muốn sửa chữa lại lỗi lầm của mình, hãy trở thành một thành viên, trở thành quái vật thằng lằn xuống Normally.